Về chùa để biết hư vinh, về chùa để biết giữ mình nhiều hơn, về chùa biết bỏ thiệt hơn, về chùa học hạnh thương không giận hờn, về chùa mới biết tánh chơn, về chùa mới biết thiên nhân đường về, về chùa biết thoát lối mê, về chùa nếp sống gia tề ngàn năm. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Chúng tôi thấy cái bài thơ đạo này nó có nhiều cái ý nghĩa nội dung thiết thực gần gũi với cái việc mùa hè chúng ta về chùa, và đặc biệt là về cái khóa tu học một ngày trong cái ngày vía Bồ Tát Quan Âm này. Vì bài thơ cũng hơi dài cho nên cho phép chúng tôi được chia ra làm 4 câu một đoạn để trình bày chia sẻ cho quý vị. Theo thời gian của ban tổ chức cho phép là khoảng trên 1 giờ đồng hồ. Cũng rất mong quý vị cố gắng tập trung ngồi để mà nghe trọn bài giảng này. 4 câu đầu là về chùa là để làm chi? Đây là một cái câu đầu để mà mệnh đề chúng ta hỏi là chúng ta về chùa để làm gì đấy? Thì câu trả lời liền ngay tức khắc đó là về chùa là để biết đi đúng đường. Cái chữ biết đi đúng đường ở đây chúng ta phải hiểu đó là con đường chánh đạo, hay gọi cụ thể hơn là con đường bát chánh đạo. Vì kính thưa quý vị, hiện nay thì có rất là nhiều con đường để tu tập, cũng rất là nhiều người hướng dẫn. Nhưng mà con đường nào để mà chúng ta đi cho đúng đây? Giống như thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một cái làng tên là làng Kalama. Cái làng này ở một cái vị trí rất là thuận lợi về mặt địa lý cho các du sĩ Sa Môn, Bà La Môn đi du hóa. Hãy đi ngang cái làng này thì đều dừng chân ở cái làng này nghỉ ngơi. Thế là người dân người ta xây một cái nhà lớn rộng dành riêng cho các Sa Môn, Bà La Môn, các du sĩ hãy đi hoằng dương chánh pháp, đi hoằng hóa độ sinh, mà hãy đi ngang cái làng Kalama đều dừng chân ở đó nghỉ. Và đó là một cái dịp phước duyên rất lớn cho người dân làng Kalama đó. Cho nên họ được nghe rất là nhiều pháp từ các vị Sa Môn, Bà La Môn các nơi. Cũng như là chùa Quan Âm của chúng ta nằm trên cái trục lộ quốc lộ 1 đi từ Nam ra Bắc. Hãy mà có những vị giảng sư như là hòa thượng, các vị hòa thượng lớn, họ có một cái chương trình hoằng pháp xuyên suốt từ Nam ra Bắc. Hãy mà đi ngang cái vùng Ninh Thuận này thì đều ghé vào chùa Quan Âm. Và Quan Âm của chúng ta cũng được xem như là một cái trung tâm sinh hoạt Phật pháp của tỉnh Ninh Thuận. Thì cái người dân Kalama đó họ xem là một cái thuận lợi phước duyên rất lớn. Nhưng mà trong cái thuận lợi nó cũng có nhiều cái thách thức, khó khăn. Cụ thể như là nhiều du sĩ Sa Môn, Bà La Môn giảng thuyết nhiều pháp môn quá, nhiều đường lối tu tập quá. Thế rồi gây cho họ một cái sự hoang mang là không biết cái con đường nào để mà đi cho đúng đây. Giống như cái câu đầu chúng tôi nói là về chùa để làm chi? Về chùa là để biết đi đúng đường. Đi đúng một con đường rất là quan trọng quý vị. Giống như chúng tôi hay nói rằng là tu là phải rành mỗi cách tu. Tu mà không đúng á, khổ lu bù. Tu theo tà đạo thì thân tâm lị, mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn môn. Cho nên nói cái chữ tu không phải dễ, vì cái gì nó cũng có hai mặt hết. Cái mặt thuận lợi càng tốt thì cái mặt xấu nó cũng càng tốt. Chúng tôi thường hay ví dụ rằng là
Nếu như một người bác sĩ mà lầm đó, sai sót đó, thì dẫn đến cái hậu quả là gì? Hại chết một bệnh nhân. Một nhà giáo dục lầm, sai sót về mặt giáo dục đó, dạy học đó, thì có thể dẫn đến cái hậu quả là hại một thế hệ. Nhưng đối với một người mà tu lầm đó, thì hại dẫn đến cái hậu quả là gì? Hại muôn triệu kiếp, chứ không phải một kiếp này. Tại sao chúng tôi nói nó ghê gớm, nó nặng nề như vậy, nó lớn lao như vậy? Là bởi đạo Phật chúng ta chủ trương rằng là mọi pháp sanh ra đều do nhân duyên, đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả hay nhân duyên chính mình đã tạo ra. Chính vì vậy mà nếu như kiếp này mình không may mà mình tu lầm một cái pháp môn nào đó, mình tạm gọi là cái pháp môn đó không chánh đạo đi, không dẫn đến cái trục, không nằm trên cái trục lộ dẫn đến giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì do chính cái nhân duyên đó, nó là nhân là duyên, để kiếp sau nó là cái nghiệp nó dẫn dắt mình đi. Cho nên tại sao bây giờ chúng ta thấy có nhiều giáo phái, nhiều đường lối tu tập mà mình thấy nó rất là tào lao, rất là mê tín, vân vân và vân vân, nhưng mà cũng rất là nhiều người theo. Mình không trách được, là bởi vì cái duyên nghiệp của họ trong tiền kiếp. Một cái sự việc xảy ra nó có ba cái vấn đề chính để mà phụ thuộc. Thứ nhất là do cái tiền nghiệp quá khứ của mình, nó dẫn dắt mình. Quý vị, quý vị có biết lịch sử của Đức Phật là cái kiếp cuối cùng, ngày sanh ra để ngày thành Phật đó, tại ba la mật của ngài tu vô số kiếp đời trước, nhiều a tăng kỳ đời trước, cái kiếp cuối cùng được xem như lễ kiếp để mà ngài sanh ra để thành Phật, để hóa độ chúng sinh. Nhưng mà ngài vẫn đi theo cái pháp môn tu khổ hạnh 6 năm rừng già. Thì nơi này chú giải thích rằng là do cái duyên nghiệp trong tiền kiếp nó che mình. Đối với Đức Phật thì cái trí tuệ của ngài thì nó thuộc dạng là siêu phàm rồi, bởi vì ngài lấy cái hạnh trí tuệ để làm cái nền tảng tu tập, làm cái hạnh ba la mật để mà tu tập trở thành Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên để mà một cái người mà trí tuệ như vậy mà lại đi tu lầm một con đường như vậy, thì đây chỉ có là do cái duyên nghiệp nó dẫn dắt mình. Mình cũng vậy, mình rất là sáng suốt, mình rất là tỉnh táo, mình rất là thông minh, nhưng mà đôi khi mình mù quáng một lúc nào đó, thì chúng tôi tạm gọi là lúc bấy giờ là cái nghiệp nó đến, nó che lấp cái trí tuệ của mình đi, nó dẫn dắt mình đi. Vì vậy cái người mà tu lầm đó, dùng từ là tu lầm mà tu không đúng, tu không đúng chánh pháp đó, thì đời sau sanh ra mình thấy cái gì mà nó là lạ, mà nó ngược với chánh pháp, ngược với con đường là mình thích. Tại cái duyên nghiệp của mình nó đã có sẵn. Cho nên cái lời nguyện của chúng ta rằng là trong vòng sanh tử luân hồi, kiếp nào sanh ra, mong cho con cũng gặp được chánh pháp, có chánh kiến để mà tu tập. Sợ nhất là mình tu không đúng chánh pháp mà lại tà kiến nữa, thì tự nhiên trong sanh tử luân hồi mình sanh ra mình thấy cái gì nó tà kiến là mình phải, mình thích, mình đi theo. Lúc đó mình không lý giải được. Thực chất ra theo đạo Phật thì đó là gì? Do cái tiền nghiệp quá khứ, do mình đã gieo duyên với tà kiến, cho nên kiếp này sanh ra thấy tà kiến là mình cảm thấy là mình muốn đi theo. Ai ngăn cản cũng không được. Mà thời nay quý vị biết là thời buổi Phật Pháp nó rộng mở theo cái dạng gọi là công nghệ thông tin rồi. Không phải nghe một câu Pháp nó khó như ngày xưa. Trong kinh có diễn tả những cái thời kỳ mà muốn nghe được một câu Pháp á, thì phải lặn lội đường xá xa xôi dữ lắm. Theo quan niệm của Phật giáo Nam truyền á, là sao Đức Phật Thích Ca chúng ta có một cái vị Phật thứ năm trong cái quả địa cầu này, đó là Đức Phật Di Lặc Mít Tây á. Và cái vị Phật này á, ra đời á,
thì cái hào quang của Ngài á, nó sáng toàn thân và nó sáng cả một cái do từng, cái bề rộng của nó đó. Một do từng thì được tính ra đơn vị là khoảng 16 cây số. Tức là Ngài ngồi ở đâu thì trong cái phạm vi 16 km nơi nó sáng rực. Mà hào quang của Ngài nó không phải như hào quang của Đức Phật Thích Ca chúng ta, chỉ là một khắc tay từ trong cái đỉnh đầu ra thôi. Một khắc tay từ cái cụ chỏ ra tới cái ngón tay thôi. Thì quý vị thường xưa người ta làm cái hào quang cho Đức Phật Thích Ca thì thường ta đo tưởng đây ra một cái vòng tròn thì khoảng một khắc tay thôi. Nhưng mà riêng Đức Phật Di Lạc thì chúng ta thấy có nhiều những vị sau này người ta làm cái tượng Phật Di Lạc thì cái hào quang nó toàn thân phủ luôn cả phía dưới Ngài ngồi. Và cái chúng sanh trong thời kỳ đó ra đời, trong thời kỳ đó đó, họ những cái người chúng sanh mà ở gần mà nơi Đức Phật cư ngụ á thì họ không phân biệt được ngày đêm, bởi vì cái hào quang nó sáng như là mặt trời giống như ban ngày. Trong kinh diễn tả rằng là cứ nghe gà gái là đi ngủ, mà gà không gái là thức dậy. Nó như vậy đó, tức là người ta chỉ biết ngày đêm qua cái tiếng gà gái thôi. Ngày ngự ở đâu thì hào quang nó sáng như vậy. Thì được hỏi biết tại sao cái hào quang của Ngài sáng như vậy, thì trong kinh nói rằng là Ngài tu cái hạnh tinh tấn quý vị. Tức là Ngài lấy cái mật hạnh tinh tấn làm cái kim chỉ nam, làm cái pháp gọi là chủ yếu, là cái phương châm tu tập của Ngài. Ngài làm gì Ngài làm, Ngài cứ hạnh tinh tấn, cần cù cần mẫn. Thì được kể rằng có một lần á, Ngài nghe ở phương xa có một cái vị Phật về để mà thuyết pháp. Thế là Ngài mới bắt đầu một hành trình để Ngài đi đến đó Ngài nghe pháp. Mà nghe đâu Ngài đi đêm, đi đến độ mà Ngài đi không nổi nữa, bắt đầu Ngài bò. Ngài bò không nổi nữa, bắt đầu Ngài lết, mà cho đến được cái nơi Đức Phật sẽ đại ra thuyết pháp. Thì được biết rằng khi Ngài lết đó thì mình mẩy của Ngài chảy xước vậy lắm. Nào là hai cái cù chỏ, hai cái đầu gối, và mình mẩy những cái thân thể của Ngài nó có cái sự chảy xước. Thì sau này những cái nơi chảy xước đó đó chính là cái nơi phát hào quang. Vì vậy mà cái thời mà nghe pháp của cái thời kỳ đó, quý vị thử nghĩ thôi, đi xa đến mức độ mà đi bộ không nói, và sợ trễ cái giờ thuyết pháp cho nên Ngài phải bò. Bò xong rồi Ngài phải lết nữa. Đến được cái nơi thuyết pháp thì mình mấy của Ngài chày bươm hết được. Mà đặc biệt những cái chỗ chày đó, sau này nó túa hào quang. Rồi có một cái chỗ khác diễn tả rằng là trong cái thời kỳ mà mạt pháp á, mạt pháp á, lúc bây giờ quý vị chỉ cần thuộc một câu Phật ngôn ngắn 4 câu thôi. Thí dụ như câu là sabbe sankhara anicca, chư hành là vô thường, chư pháp là vô ngã. Thí dụ quý vị thuộc được cái câu Phật ngôn như vậy thôi, gặp ngay Đức Bồ Tát mà Ngài đang làm vua, thì Ngài sẵn sàng đổi cái ngai vàng đó với cái câu Phật ngôn cho mình lên làm vua, để Ngài lấy cái câu Phật ngôn đó Ngài đi tu tập. Ý chúng tôi muốn nói rằng là những có những cái thời kỳ mà Phật pháp nó khó nghe mà nó hiếm đến mức độ như vậy. Còn mình bây giờ Phật pháp, nghe Phật pháp quá thuận lợi, quá dễ dàng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta lãnh hội như thế nào. Thế là cái người dân Kalama đó, họ được cái thuận lợi là rất nhiều sa môn bà la môn đến cái làng họ dừng chân. Và cái điều làm khổ họ là gì? Là quá nhiều phương châm tu tập, quá nhiều pháp môn tu tập, cho nên họ không biết cái pháp môn nào đúng để mà họ hành trì. Thế là một lần nọ Đức Phật Ngài dừng chân sang cái làng Kalama. Thế là người dân Kalama họ đem cái nỗi niềm á, họ nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con ở cái làng này có cái điều thuận lợi là rất nhiều các du sĩ sa môn bà la môn đi ngang, vì cái địa hình địa lý của chúng con thuận lợi. Nhưng mà ở đây thì chúng con cũng có cái điều khó khăn bất lợi là nhiều pháp môn giảng quá, con không biết cái pháp nào tu hành. Thế là Đức Phật Ngài dạy bác đón Phật phát cái bài kinh rất hay, nếu những quý vị có dịp thì lật ra xem, hoặc là quý vị lật ra bài kinh Kalama. Thì Đức Phật Ngài dạy cái pháp nào mà khi chúng ta tu tập thực hành đưa đến an lạc, không đưa đến khổ đau, thì đó là chánh pháp. Pháp nào đưa đến thiểu dục, tri túc, không đưa đến đa dục, thì pháp đó là chánh pháp.
pháp nào mà khi mình hành lợi cho mình và lợi cho người thì đó là chánh pháp, chứ không phải mình lợi mình mà hại người cũng không phải chánh pháp, mà lợi người hại mình cũng không phải chánh pháp, mà hại cả hai thì hoàn toàn không phải. Khi nào lợi cả hai thì đó mới là chánh pháp. Pháp nào khi chúng ta hành hiện tại an lạc mà tương lai cũng an lạc, giống như hiện tại vui mà tương lai vui, thì đó mới là dạy, là dạy của Đức Phật. Thì chúng tôi mượn một vài cái điển cố lịch sử chúng tôi nhắc như vậy để chúng ta thấy rằng là hôm nay chúng ta về chùa là để làm chi? Về chùa là để biết đi đúng đường. Hay quá. Quý vị nghe pháp cũng là một nghệ thuật nha. Quý vị nghe làm sao mà cho cái người giảng họ có cái sự hưng phấn để họ giảng. Quý vị phải có sự tập trung nghe, chứ không phải thầy trên nói đường ở dưới thì ngó ngã là không được. Rồi chúng tôi lặp lại. Về chùa là để làm chi? 2, 3. Quý vị trả lời. Biết đi đúng đường. Như vậy cái con đường đi là con đường này, con đường gì? Con đường bát chánh. Chánh gì? Chánh đạo. Hay quá. Vì Đức Phật á, Ngài sau khi giác ngộ, Ngài giảng cái bài pháp đầu tiên, Ngài giảng về tứ diệu, tứ diệu đế. Trong đó có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó là Ngài giảng về sự khổ, nguyên nhân sinh ra sự khổ, chấm dứt sự khổ và con đường đến chấm dứt sự khổ. Và con đường đó là con đường gì? Bát chánh đạo, hay gọi là con đường trung đạo. Vì khi Ngài giảng cái bài đầu tiên, Ngài có nêu ra hai cái thái cực. Thái cực thứ nhất là gì? Khổ hạnh. Vì ngày xưa người ta dùng cái pháp khổ hạnh để diệt khổ. Người ta có quan niệm rằng là mình cứ nếm trải cái khổ thật lớn thì những cái khổ nhỏ nó không làm cho mình đau khổ. Một cái ý rất hay. Ví dụ bây giờ mình thấy cái gì làm cho mình đau khổ nè? Đói nè, lạnh nè, nóng nè, nực nè. Những cái mà làm cho mình khó chịu, bức rứt, bất tội trong tâm mình đó, dẫn đến cái sự đau khổ. Thì người ta quan niệm rằng là phải đi nếm trải mấy cái đó cực khổ. Để chi vậy? Để khi chúng ta gặp những cái khổ nhỏ chúng ta không thấy khổ. Thì những người tu khổ hạnh là tu làm sao? Mùa nắng, mùa nóng, bên Ấn Độ nó có mùa nóng. Mùa nóng với mùa lạnh với mùa mưa. Khi mà mùa nóng á, Ấn Độ nóng dữ lắm. Nóng là phải nói là trên chắc cũng phải trên 40 độ, nóng dữ lắm. Nóng mà tất cả những con vật. Ví dụ như khi chúng tôi có ở Ấn Độ một vài năm, nó mới nói mà các cái loài chó đó bị họ chui xuống cái đường cống họ nằm hết. Họ đưa mấy con chó đưa cái lỗ mũi lên, giống như mấy con ếch dưới ao mình vậy. Thì cái người tu khổ hạnh cái thời kỳ đó, đó là khi mà mùa nóng mà họ ra ngoài sa mạc họ ngồi. Tấm gì đó. Mùa lạnh thì họ trầm mình xuống sông Hằng để họ cảm giác cái lạnh cực lạnh. Quý vị thử nghĩ cái nóng của Ấn Độ, không biết cái nóng của Ninh Thuận bằng hay không. Nghe nói gió là như phan mà nắng như rang mà không biết rằng là nó bằng Ấn Độ. Ấn Độ nóng dữ lắm. Ấn Độ là cái vùng đất sa mạc. Mình đây mình mới nóng chút xíu là mình thấy là nóng nhất Việt Nam, rồi nóng lắm mình chịu không nổi vân vân và vân vân. Nhưng mà cái người tu khổ hạnh thì đã là cái mùa nóng, ví dụ như mùa hè như thế này nè, bây giờ mình đã là ở nơi người rồi, mình ra ngoài nắng mình ngồi để mình cảm giác cái gì, cái nóng cực nóng, cái khó chịu của cái nóng cực nóng của Ninh Thuận này. Vì vậy mấy người dân Ninh Thuận mà vào các tỉnh khác ở thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cái nắng Sài Gòn làm gì bằng nắng Ninh Thuận, ví dụ như vậy. Là vì mình nếm trải cái nắng của Ninh Thuận rồi, cái nắng nhất Việt Nam rồi, thì không có cái tỉnh nào mà mình ngán hết được. Thì cái quan niệm của khổ hạnh là như vậy đấy. Lạnh thì họ trầm mình xuống sông Hằng, họ nếm trải cái lạnh buốt vậy đó. Rồi họ nằm trên những cái vật mà gọi là thô sơ, rồi gai góc, để họ nếm trải cái sự đau đớn. Để mà lỡ mà bữa nào mà không có chiếu, không có niệm, họ nằm đất cũng không sao. Vân vân, họ quan niệm như vậy để họ. Rồi một cái quan niệm thứ hai là họ lợi dưỡng, tức là thuận theo cái tâm mình muốn gì chiều đó. Đó là hai cách mà Đức Phật Ngài dạy là nên tránh, đó là thái quá, tức là lợi dưỡng thái quá và khổ hạnh thái quá. Thì Ngài mới chỉ ra con đường trung đạo. Cho nên chúng tôi hay nói vui rằng là đường đời hai nẻo ngược xuôi,
ai đi đường giữa cắt đuôi khổ sầu. Con đường giữa là con đường trung đạo. Bây giờ quan niệm là có vui thì sẽ có buồn đó, có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sanh, xuân qua hạ tới thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Mình phải hiểu về cái nguyên lý của pháp đối đãi. Một cái điều mà chúng ta phải chấp nhận, hãy có vui thì chắc chắn có buồn, có sướng thì phải có khổ. Vì vô thường người ơi, Đức Phật ngài dạy trên thế gian này cái gì nó cũng vô thường, chỉ có cái vô thường là nó thường thôi. Cái gì cũng là vô thường á, thay đổi á. Cho nên cái người Phật tử của chúng ta, mình đến chùa mình học Phật á, để mình trao dồi cái trí tuệ, mình trao dồi cái từ bi. Học Phật là để từ bi, chứ không phải để khinh khi sự đời. Học Phật để hiểu tình người. Sẻ chia, thương mến, nói lời sáng trong. Mình đến đây mình học Phật để mình trao dồi cái trí tuệ với cái từ bi. Mà cái trí tuệ của nhà Phật á, chúng ta phải hiểu qua hai cái khía cạnh. Một chúng sinh, một con người thì nó có ba cái biết. Cái biết thứ nhất á, nhà Phật gọi là cái biết của thức tri. Hôm nay quý vị ráng cố gắng nghe bài giảng này, nó cũng có nhiều cái ý nghĩa về Phật học hay lắm. Cái thức tri là gì? Là cái biết của năm giác quan khi tiếp xúc với năm cảnh. Thí dụ khi mắt thấy sắc, nó sẽ sản sinh ra một sự biết, gọi là cái biết của nhãn thức. Khi tai nghe tiếng, nó cũng có cái sự biết, mà cái biết của nhĩ thức. Rồi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, vân vân, thì nó tạo ra những cái biết đó, gọi là cái biết của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì cái biết này gọi là cái biết của thức tri mà ai cũng có. Ai cũng có, hằng ngày chúng ta mở mắt, sáng ngủ dậy mở mắt, mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân xúc chạm, thì xảy ra một loạt cái biết của năm giác quan đó, thì gọi là cái biết của thức, thức tri. Cái loại biết thứ hai gọi là cái tuệ, cái biết thứ hai đó là cái biết của tưởng tri. Tưởng tri là gì? Là sanh nha nha ná, tức là cái trí của cái sự nhớ lại, cái trí của cái sự kinh nghiệm. Thí dụ mình học bài, mình học Phật pháp, mình nghe rồi bắt đầu mình nhớ lại. Ngày hôm nay chúng tôi lên đây, chúng tôi nói những cái điều mà chúng tôi nhớ lại, chúng ta đã học, chúng tôi nhớ lại, chúng tôi nói. Thì chúng tôi nói bằng cái trí gì? Tưởng, tưởng tri, đúng rồi. Rồi chúng ta cái biết này nó xuyên qua cái góc độ thứ hai là cái biết của kinh nghiệm. Thí dụ ai từng nếm trải rồi. Thí dụ như mình ăn muối là biết mặn, ăn đường là biết ngọt. Nếu như trước đây mình chưa từng ăn cái này thì mình không biết. Thì cái biết này nó cũng thuộc dạng là tưởng, tưởng tri. Thí dụ như mình đi đường mình dấp té à đào, mấy đứa nhỏ nó mới sinh ra nó biết, nó chưa biết té à đào đâu. Nhưng mà do mình đã từng té rồi, mình từng dấp rồi, mình từng trải kinh nghiệm rồi, cho nên mình có một cái loại biết thứ hai là biết từ cái kinh nghiệm. Thì cái này cũng là tưởng tri. Thường mình thấy một đứa bé nó học giỏi, nó có một trí nhớ siêu phàm hơn người, thì mình gọi là người này có trí tuệ thật sự. Cái trí tuệ này ở góc độ là tưởng, tưởng tri. Nhưng mà cái tuệ tri nó khác. Cái mà được gọi là cái trí tuệ của nhà Phật nó khác. Cái trí tuệ của nhà Phật là cái người này phải nhìn mọi sự việc trong cuộc đời này qua lăng kính nhân quả. Ai mà nhìn mọi sự việc trong cuộc đời này qua lăng kính nhân quả thì người đó được gọi là có trí tuệ của nhà Phật.
Đó là bước một. Bước hai là cái người này nhìn cuộc đời này qua lăng kính của tam tướng, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Ai mà nhìn cuộc đời này qua được ba, hai cái lăng kính nhân quả và tam tướng này thì người đó mới được gọi là người có trí, trí tuệ. Mà trí tuệ ở đâu thì hạnh phúc an vui ở đó. Chúng tôi nói nó có logic đàng hoàng. Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn mọi sự việc qua lăng kính nhân quả đi, thì không có gì làm cho quý vị khổ hết, không có gì làm cho quý vị than trách. Cho nên mới có câu là thấu muôn duyên không than phiền quán trách. Cái gì nó cũng do nhân quả mà, có gì đâu mà phải. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Vỗ tay đi. Mình có cái lạ, khi mình gieo trồng á thì nghiệp thiện cũng gieo, nghiệp ác cũng gieo. Nhưng khi hưởng quả mình chỉ đòi một cái quả an vui không, thì điều này có không? Không thể có. Nhân quả là một định lý bất di bất dịch mà. Nó một định lý. Mà cái định lý thì Đức Phật Ngài thấy rằng nó phù hợp với cái con đường mà hướng thiện của chúng ta. Bởi mình tin nhân quả thì mình không có làm ác, cho nên Ngài mới chấp nhận. Thật sự là định lý này là một cái định lý thôi, chứ nó không phải là một cái triết lý mà Đức Phật nói ra. Đức Phật Ngài chỉ thừa nhận cái lực nhân quả, định lý nhân quả để mà cho chúng sanh họ hướng thiện, bước thứ nhất. Nhưng mà cái lời Đức Phật dạy là gì? Là tam tướng. Thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu quý vị hiểu rồi, thế gian là vô thường rồi có gì đâu phải buồn. Cái gì rồi cũng hoại diệt hết. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình nặng, tình xấu, tình vẫn tàn. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết, mà người hứa, người thề, người vẫn quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết, mà tiết rơi, tiết phủ, tiết lại tan. Hoa nở, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình nặng, tình xấu, tình vẫn tan. Nhà giàu, nhà nghèo rồi cũng hết, mà người đẹp, người xấu rồi cũng chết. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã hiểu thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Như vậy thì hai câu đầu là đến chùa là để làm chi nè? Trả lời ngay coi. Đến chùa là để biết đi đúng đường. Mà con đường chúng ta đi là con đường bát chánh, chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cứ đi con đường này chúng tôi. Nói tóm tắt là con đường giới định, định tuệ là chính xác nhất. Con đường này mới dẫn đến chấm dứt khổ đau. Mọi con đường khác cũng đưa đến sự an lạc, mà những cái sự an lạc đó nó còn bị ảnh hưởng ở trong gọi là tam giới, ảnh hưởng vào cái sự tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên Đức Phật mới dạy là tam giới nhân thiên khổ lắm mà. Sanh già đau chết thường xảy ra, quán thù lại gặp cầu chẳng đặng, mà chấp thân năm quẩn khó buông ra. Cái con đường nào mà tu mình không còn chấp năm quẩn là của mình nữa đó, thì con đường đó là con đường giải thoát. Câu thứ hai là gì? Đến chùa học tánh khiêm nhường, đến chùa biết sống, yêu thương muôn lòng. Câu thứ hai là nó phù hợp với cái ngày hôm nay. Đến chùa mình học cái tánh khiêm nhường, bớt đi cái ta, bớt đi cái ngã. Đến chùa để mình biết sống, yêu thương muôn loài là mình phải có một cái tình thương, thương yêu muôn loài nha. Cái lòng từ bi của nhà Phật
như hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm là phải thương yêu muôn muôn loài. Cái chữ muôn loài là loài nào mình cũng thương. Mình đâu có được vậy. Mình nhìn con nai mình thấy hiền mình thương, nhưng mình nhìn con rắn mình không dám thương. Nó lạ như vậy. Rồi nói chi là động vật, nói loài người mình nè. Mình nhìn cái người giàu, người đẹp dễ thương, mà người nghèo, người xấu khó thương. Mà nếu có thương thương hại người ta chứ không phải là thương. Cái tình thương mà muôn loài là không phân biệt. Thứ nhất là gì? Nam, nữ, già, trẻ, bé, lớn. Nói nôm na là nam, phụ, lão, ấu, rồi già, trẻ, giàu, nghèo, đẹp, xấu. Cái thứ gì mình cũng thương thì mới gọi là muôn, muôn loài. Cái tình thương muôn loại giống như là tình mẫu tử đó, như mẹ thương con vậy đó. Tức là nó chan chứa cho muôn loài, cái loài nào cũng vậy, hễ mà mẹ đã thương con. Cho nên mình xét lại coi coi mình có cái lòng từ bi hay chưa. Tức là tâm từ, tâm bi của mình phải vô lượng, không được phân biệt. Mình hay phân biệt lắm. Nhìn cái mặt nào dễ thương trong đó, cái mặt này thương được nè. Còn cái mặt này sao mà ghét quá thì không thương được. Nó lạ ở đâu mình tự cho mình là một cái quan tòa để phán xét người khác. Sanh ra mà đen đen, mà cặp mắt ngầu ngầu, hiếp 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 chút đó rồi này thôi, vàng lắm, không gần được. Thí dụ như vậy, tình thương của mình có sự phân biệt, không có được rộng khắp. Mình phải thương luôn là hữu hình, vô hình, thân hay sơ, bạn hay thù, mình đều thương hết. Cái dạng là khen chơi phỉ báng mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều. Mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sinh. Nói đến lòng từ bi của Ngài Quan Âm với cái từ bi của nhà Phật, thì chúng tôi xin gửi tặng quý vị một bài hát có tựa đề là Lòng Từ Bi. Thể nhà, loại nhạc của chúng tôi là nhạc đời mà lời đạo. Mình phải nói câu này để tránh cái chữ người ta nói mình đạo nhạc. Đơn giản vậy thôi. Mình khai thiệt luôn trước công chúng là nhạc đời mà lời đạo. Là lấy cái điệu nhạc của bài nhạc đời, nhưng mà mình gửi cái lời đạo vô. Cái bài Lòng Từ Bi này quý vị biết được viết theo nhạc đời là bài gì biết không? Bên em biển rộng sông dài. Nghe là thấy nó mênh mông rồi. Mời quý vị thưởng thức. Hát hay quý vị cho một tràng vỗ tay. Mà lỡ có hát dở thì quý vị cũng cho tràng vỗ tay luôn. Thì đó mới là lòng từ bi. Từ bi là vậy đó. Chứ hát hay vỗ tay dắt dở ngồi biểu môi chê là không phải là bi. Người ta tốt với mình tốt lại là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta, đó mới là từ bi. Hiểu không? Cái chuyện mà ta tốt với mình tốt lại, thì cái chuyện đó là giống như cái đối đãi tự nhiên, không có gì. Còn người ta không tốt với mình mà vẫn tốt với người ta, thì đó mới là lòng từ bi. Hát hay vỗ tay chuyện bình thường, mà hát dở vẫn vỗ tay, đó mới là lòng từ bi. Lòng từ bi người an vui như sông biển rộng, làm mà cho tâm sung sướng tuyệt vời. Tình yêu thương vi từ biển khơi, hòa cùng tu tâm người bình an, bao nhiêu nào phiền bởi giận hờn nhau. Sao không dài bài ghét nhau làm gì cho thêm nào phiền.
Người về đây nương theo chánh pháp, mọi người tu tu tâm giải thoát. Nên biết tu tâm từ, còn so tan hận thù, không tạo lại thù xưa. Lòng từ bi Ngài Quán Âm luôn trao lòng từ, tình yêu thương ban khắp mọi người. Gần bên nhau sống đẹp niềm vui. Giận hận ơi, ơi giận hận ơi, gây chi nào phiền suốt đời còn mang. Bao nhiêu năm trường khổ đau nhiều rồi, giận chi hỡi người ơi, từ bi khiến đời vui. Lòng từ bi người an vui như sông biển rộng, làm mà cho tâm vui sướng tuyệt vời. Tình yêu thương vi tựa biển khơi, hòa cùng tu tâm người bình an. Bao nhiêu nào phiền bởi giận hờn nhau, sao không dài bài ghét nhau làm gì cho thêm nào phiền. Người về đây nương theo chánh pháp, mọi người tu tu tâm giải thoát. Nên biết tu tâm từ, còn so tan hận thù, không tạo lại thù xưa. Lòng từ bi Ngài Quán Âm luôn trao lòng từ, tình yêu thương ban khắp mọi người. Gần bên nhau sống đẹp niềm vui. Giận hận ơi, ơi giận hận ơi, gây chi nào phiền suốt đời còn mang. Bao nhiêu năm trường khổ đau nhiều rồi, dần chỉ hỡi người ơi, từ bi khiến đời vui. Cũng biết hát hay hát dở nữa. Tại quý vị lòng từ bi quý vị lớn quá. Cái lòng từ bi của nhà Phật là một cái loại tình thương không phân biệt. Và chính cái tình thương này mới mang đến cái sự an vui trong hiện tại và tương lai cũng vui. Chứ không phải cái tình thương của mình là hiện tại vui mà tương lai khổ đâu. Cái tình thương của mình đó, nhiều khi mình thương mà có cái sự gọi là luyến ái, dính mắc. Cho nên hôm nay mình đến đây mình nghe Thầy thuyết kinh, mục đích của mình để mình hiểu được cái lòng từ bi của nhà Phật là nó vô lượng, nó cùng khắp, không có phân biệt. Nam phụ lão ấu, già trẻ bé lớn, đẹp xấu giàu nghèo, mà kể cả hữu hình hay vô hình thì mình đều có cái lòng từ bi hết. Mà muốn như vậy thì quý vị phải có một cái nhìn, chánh kiến, trí tuệ theo như biết đi đúng đường của chúng ta là phải có chánh kiến. Đã nhìn thì sao? Thí dụ bây giờ mình nhìn xuống đây mà nhìn mình hình tướng á, thì tất nhiên là mình sẽ có cảm tình người trẻ hơn người già, người trắng hơn người đen, người đẹp hơn người xấu. Rồi để phân biệt á là hễ mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh Tăng Chi Bộ đó là: này các tỳ khưu, không có một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông bằng sắc người đàn bà. Và ngược lại cũng không có một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà bằng sắc của người đàn ông. Là vì mình có sự phân biệt. Còn nhìn như Đức Phật Ngài nhìn xuống đây thì ngày sau Ngài thương hết là vì lý do là sao, phải biết gì không? Là Ngài nhìn thế này nè. Nghĩa là có một lần thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài lấy một tí lửa, một tí lửa thôi, ở dưới địa ngục A Tỳ, Ngài mang lên trần gian này. Sau khi mang lên đây rồi á, Đức Phật thuyết pháp xong rồi là Ngài không biết bỏ đâu.
Mà trong kinh nói rằng nếu như mình đem bỏ ở ngoài đại dương á, thì đại dương nó hạn hán cả 7 năm là có tí xíu lửa địa ngục luôn. Mà đem lên cõi trời thì chư thiên ở trển la nóng quá chịu không nổi. Thì cuối cùng ngày Mục Liên ngày phải đem ngược lại địa ngục ngày trả lại cho nó mới chịu được. Đức Phật ngài có giảng như thế này: này chư tỳ khưu, cái lửa bình thường của mình á, cái lửa của mình mà cháy nhà cháy cửa nấu ăn cháy rừng rồi đó, mà mình hay bị phỏng đó, so với cái lửa địa ngục á, thì cái lửa địa ngục nó nóng gấp 1/16.000 lần. Cái lửa địa ngục nóng vậy đó. Rồi Đức Phật ngài dạy tiếp: này chư tỳ khưu, nếu cái lửa địa ngục mà đem so với cái lửa phiền não tham sân si của mình á, thì cái lửa phiền não tham sân si của mình nó nóng gấp 1/16.000 lần của lửa địa ngục. Trời ơi, nóng vậy đó. Như vậy thì mình si ra, mình học tốt mình si ra. Như vậy cái lửa mà tham sân si phiền não của mình mà so với cái lửa bình thường mình nè, thì nó sẽ nóng gấp 1/32.000 lần. Nóng ghê. Quý vị cứ thử nghĩ một cái người mà họ bị phỏng đi, ví dụ như cháy nhà hay phỏng ga hay phỏng xăng gì đó đại khái, thì mình thấy họ đau đớn cỡ nào, mình nhìn vô là mình xót dạ đau lòng liền, thấy thương liền. Không tin chúng tôi bữa nào quý vị vào bệnh viện mà ghé cái khoa phỏng đó nghe, cái khoa mà trị bệnh phỏng á, quý vị thăm mấy bệnh nhân đó, mình thấy mình động lòng dữ lắm, mình thương họ dữ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái vết thương mà bị lửa đốt á, bị phỏng á, khó trị lành lắm. Vì cái thịt của mình nó chín rồi, cái tế bào nó chín rồi, muốn trị lành cái vết thương phỏng nó phải đòi hỏi thời gian thuốc men dữ lắm. Và cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn nói là gì? Là sau khi trị lành vết thương phỏng rồi, nó để lại di chứng thì ghê lắm. Ai mà thấy người bị phỏng rồi quý vị biết, da nó chằng chịt nhau thấy ghê lắm. Nó không có láng như bây giờ đâu, không có láng gì đâu, mà chằng chịt nhau ghê. Mình nhìn vô là mình thấy xót xa, xót dạ, xót lòng liền, mình thương liền. Thì quý vị cứ thử nghĩ một cái người bị lửa bình thường đốt thì mình đã thương rồi. Bây giờ một cái người mà bị cái lửa nóng gấp 1/32.000 lần cái lửa đốt, thương không? Thương không? Hãy thương hơn nữa, thương gấp 32.000 lần. Là chúng ta, những người mà đang bị lửa tham sân si đốt. Nhìn xuống đây mình thấy ai cũng còn lửa tham sân si đó. Mà mình thử nghĩ coi, cái lửa mà nóng gấp 1/32.000 lần của cái lửa bình thường đốt thì chết hay sống? Chết chắc. Chết chắc. Cho nên mình nhìn như vậy, bằng trí tuệ mình nhìn đây thì tất cả chúng ta là cái dạng chết chắc. Mà còn ngọn đóng đây thì cái dạng này là cái dạng gì biết không? Chết rồi mà chưa chôn. Mà quý vị biết mà mình đến cái người mà đã chết rồi mà nằm làm đám tang mà chưa chôn là mình có hơn thua không? Không dám hơn thua. Mình tu như vậy thì mình dễ có tâm từ lắm. Ví dụ như ngày hôm nay mày về mà ông chồng lỡ sân si với mình á, ông giận hờn, ông la ó, ông sân si với mình, thì cứ nhắm mắt lại niệm ngay cho sư là sát chết, sát chết. Ông đang chết, ông đang bị cái lửa gì? Cái lửa phiền não, tham sân si, thấy không nè, nó đang đốt ổng. Thì ổng chắc chắn là thành xác chết. Mà cái điều này chúng tôi nói theo tin rằng, và Đức Phật này dạy rằng là chỉ có người nào tỉnh thức chánh niệm mới sống, mà thất niệm phóng dật là chết, theo cái nhìn của đạo Phật. Bây giờ mình nhìn có ai sống ai chết, mình nhìn qua cái lăng kính này đó mới hay. Ai mà tham sân si là mình nói chết rồi, mà tại vì còn ngồi đó là chưa chôn thôi. Mà quý vị biết cái dạng mà chết rồi chưa chôn nó ghê lắm. Thà đem chôn chứ để đó lâu ngày nó sinh lên ghê lắm. Không, mà mình ở đây mấy chục năm mà chưa chịu chôn nữa, thấy ớn dữ lắm. Mà rồi mình nhìn như vậy mình cũng muốn hăng thua xác chết. Cho nên mình tu như vậy thì mình dễ tu. Mình nhìn như vậy mình dễ tu, tức là mình nhìn qua lăng kính Phật Pháp. Học Phật là để từ bi mà, chứ không phải để khinh khi hơn thua với đời này. Học Phật để hiểu tình người mà.
sẻ chia thương mến thì nói lời sáng trong lúc đó. Bây giờ là mình hiểu được họ rồi, mình hiểu họ đang bị cái lửa phiền não nóng gấp 1/32.000 là cái lửa thường đang đốt. Họ đang ở trong cái nhà đang cháy, đang đốt họ. Thì mình thương hay ghét vậy? Thương. Mình vào trong bệnh viện mình thương cái người bệnh phỏng sao, thì mình về nhà mình thương ông chồng mình sân si giống vậy. Thương hơn nữa. Thương hơn nữa. Mà mình cũng không có muốn hơn thôi với họ. Ai mà gây gỗ với mình, gây phiền não cho mình, thì quý vị cứ niệm ngay trước mặt mình là xác chết, là mình nguội liền. Nếu như mình niệm như vậy mà mình cũng không còn kiềm chế được, rồi mình sân si trở lại, mình cử nữ trở lại, lỡ sư Chánh Định đi ngang, Chánh Định nhìn thấy hai xác chết đang cãi nhau. Hồi xưa chúng tôi cái chuyện này trong chùa mà không biết là nó hư thực thế nào. Ở trong chùa chúng tôi ở ngày xưa còn nhỏ, chúng tôi ở cái chùa ở quận 2, trong cái chùa nó có cái tháp cốt. Tối thì cái những vị sư mà họ thích tu thiền họ ra hay ra tháp cốt họ ngồi thiền lắm. Rồi không biết cái sư này ông ngồi thiền ông đắc đạo hay đắc định gì không biết. Sáng ra ông kể ông nói mấy cái hũ cốt trong nó lục nhau dữ lắm. Thì mới giải thích là hỏi tại sao vậy. Nói chắc là lúc mà còn sống chắc hai người đã gần nhau cũng gây gỗ dữ lắm, mà giờ vô trong cốt để gần nhau nó cũng lục đục vậy. Tức là vô tới hủ rồi mà cũng còn sân si hơn thôi nha. Chắc quan trái á, quan trái lúc còn sống quan trái nha. Nên vào đây là còn lục đục. Cho nên đó là cái tình thương, mà cái tình thương không phải lòng từ bi, quý vị biết không, là cái tình thương đó dẫn đến khổ đau. Vì vậy tặng thêm quý vị bài hát nữa là Nghe Thầy Thiết Kinh, để nói lên cái lòng từ bi. Nhớ phương châm của chúng ta là hôm nay là ngày vía Quan Âm nghe. Lòng từ bi là trọng yếu. Giảng hay vỗ tay, mà giảng dở cũng vỗ tay luôn mới là lòng từ bi. Quý vị hôm nay mình tu đi cái hạnh từ bi đi. Hát hay vỗ tay mà hát dở cũng vỗ tay, đó mới là từ bi. Bài hát Nghe Thầy Thiết Kinh được viết theo cái bài nhạc đời là Tâm Sự Đời Tôi. Nghe Thầy Thiết Kinh từ đầu, tương lai con quyết chí hành trì. Đạo màu con giải thoát sân si, diệt trừ nghiệp chướng bởi vô minh. Tìm về pháp tánh còn hằng mong, con trì pháp hoa mới biết Phật tâm là gì. Ba thừa chỉ một, chỉ một Phật tánh nơi tâm là cao quý nhất như hạt châu. Bởi vì con biết khi tụng kinh pháp âm nghe rồi liền đi vào trong tâm con thấy an lành. Mình là nghe kinh thánh pháp nghĩa sao mình chuyển hóa cái tâm của mình được an lành từ bi. Hôm nay là cái ngày vô cùng đặc biệt. Thứ nhất, đặc biệt ở cái chỗ là trải qua 2 năm dịch bệnh, ngưng, không có tổ chức tu học. Và hôm nay Đại Đức trụ trì cũng như chư Tôn Đức trong ban tổ chức cũng vì lòng bi mẫn tổ chức lại các khóa tu định kỳ để cho chư Phật tử có duyên lành về đây tham dự khóa tu để chuyển hóa thân tộc. Từ cái tâm mà hay giận hay hờn sân si đó, nóng nảy đó, thì chuyển qua cái tâm từ bi, hình ảnh của Đức Phật Quan Âm. Là từ bi phải bao trùm khắp.
Chứ đừng như cái cô Phật tử này, cổ cũng vô chùa rồi, cổ cũng học hạnh từ bi. Nhưng mà cái từ bi của cổ dày thì theo quý vị có đúng từ bi không? Cổ tu từ bi thì tâm cổ cũng hiền lắm, cổ cũng thương mến chúng sanh dữ lắm. Nhưng mỗi lần cổ hồi hướng á, thì cổ hồi hướng dày nè quý vị nghe coi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, ngoại trừ con vợ bé của chồng con, đều trọn thành Phật đạo. Ai bà có nguyện thành Phật đạo hết, nhưng mà riêng cái bà vợ bé của chồng bà là bà dứt khoát bà không có, mà không cho bà đó thành Phật đạo, cho bà trầm lưng, cho bà khổ đau, cho bà sanh tử, cho bà chết đi. Dứt khoát là cái ai cũng được hết, nhưng mà riêng cái vợ bé của chồng bà là không được. Theo quý vị này đúng hay sai? Có ai vậy không? Không. Cái lòng từ bi của chúng ta là rải khắp muôn nơi, mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng, rải điều chúng sinh. Chúng ta biết cái sân hận là gió cuồng phong đó quý vị, cuốn đi tất cả tấm lòng từ bi, tâm từ vốn quý khôn bì, là liều thuốc quý cứu nguy cho đời. Theo kinh điển của Phật giáo Nam truyền á, để mà đối trị cái lòng sân hận á, thì chỉ có tâm từ bi. Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết, không bì một ai. Chứ không phải ai cũng thương, mà ngoài vợ bé của chồng là không thương là không được. Phải thương hết. Thân cũng thương mà sơ cũng thương. Chứ người thân mình thương là chuyện bình thường, mà người sơ mình thương mới là khó. Bạn cũng thương, thù cũng thương. Chứ người tốt với mình bình thường thì không nói. Nói chuyện là chuyện gọi là không có gì phải nói hết. Ta tốt với mình quá thì mình thương người ta thôi. Nhưng mà cái người không tốt với mình mà vẫn thương với người ta thì đó mới là cái người có tu. Và cái đây cũng là cái điểm nhấn để chúng ta biết được cái người tu nó khác hơn người không tu. Mình đã tu học tại chùa Quan Âm này nhiều khóa nhiều kỳ rồi mà không thay đổi miếng nữa. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình không thay đổi miếng nữa. Mà nhiều khi nó còn nặng hơn nữa. Ta vô chùa ta tu ta bớt tham sân si, bớt phiền não. Mình tu một thời gian sao mà quá trời phiền não. Này phải xét lại coi mình tu có đúng hay không. Tại vì pháp của Phật giúp chúng chúng sanh từ phàm sang thánh, ly khổ đắc lạc. Phải ra rời cái khổ đau đi, ra rời cái phiền não đi, đắc được cái sự an vui bớt phiền não thì mới đúng là pháp của Đức Phật. Mình dùng cái tâm từ bi để mà mình xóa đi cái tâm sân hận. Bởi vì hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Đó, chúng ta học cái này. Sân hận là gió cuồng phong, nó cuốn đi tất cả tấm lòng từ bi. Tâm từ vốn quý khôn bì là liều thuốc quý cứu nguy cho đời. Trên cuộc đời này quý vị biết không, do mình sân hận giận hờn nhiều quá cho nên cái cõi người của chúng ta nó nóng dữ lắm. Ngày xưa mà chư thiên á, mà xuống ý kiến Đức Phật để mà nghe pháp là vào canh khuya không, vào canh ba không. Mình hỏi lý do tại sao, thì ra là quý vị biết tại sao chư thiên không dám xuống ban ngày không? Ban ngày con người mình nó thức dậy, mà hãy thức dậy là sân si dữ lắm. Cái nóng của cái khí hậu là nó còn nhẹ, mà cái nóng của cái tâm tham sân si phiền não của người là nóng dữ lắm. Quý vị không tin chúng tôi, bữa nào quý vị về nhà mà có người sân si, cái nhà nực nổi dữ lắm. Cái nhà đó mở máy lạnh xuống 16 độ rồi mà vẫn còn thấy nóng. Rồi cái hơi con người mình là đã 37 độ C rồi,
nóng 37 độ C rồi, giờ cộng thêm cái tham sân si nóng gấp 32.000 lần cái lửa bình thường nữa, thì hỏi sao chư thiên chịu nổi. Cho nên chư thiên không có xuống ban ngày. Trong kinh nói là chư thiên vào canh khuya đợi ngủ trơn đi cho bớt tham sân si. Bởi vì ngủ là cái tâm mình rơi vô hổ kiếp. Lúc đó là cái sát na hổ kiếp nó giữ cái mạng sống mình thôi. Lúc đó tạm thời là mắt tai mũi lưỡi thân của mình là nó không có thấy cảnh, mà nó cũng không có tham sân si. Tạm thời rơi vô hổ kiếp nó giữ. Thì lúc đó cái nóng mà cái hơi nóng của phiền não đó nó nguôi bớt đi. Giống như mình ở nhà mà ông chồng giận quá, mình đã đợi ngủ chút mình về, chứ về nhà nó đực lắm, ông đang sân si ở nhà. Ở nhà có người mà sân si chửi mắng lao ôm sòm, mình thấy cái nhà đực chứ. Cho nên chư thiên á, mỗi lần xuống dưới trần này á, nhất là chư thiên ở cõi trời đạo lợi, là vua trời để thích, một lần ông xuống hầu Phật á. Một là ông lựa khuya ông xuống. Thứ nhất là cho nó bớt nóng cái phiền não của con người mà nóng dữ lắm. Nghĩ một người mà cứ sân si, rồi hai người sân si, rồi ba người sân si, cái nhiệt độ nó lên nha. Bây giờ tôi nghĩ mình nóng 37 độ, nhưng mà mình bỏ vô cái phòng về mỗi người 37 độ, cộng hồi cái nhiệt độ nó hơn cả 37 độ. Phải chi mà cái người kế bên nó sân si, mà người kế bên, người ngồi gần bên nó từ bi thì nó cũng đỡ đi. Cái này lây qua kia nó cộng lại trừ, nó rung mình. Còn này ai cũng sân si, tham sân si không? Mình cứ xử nghĩ coi. Nhân loại 7 tỷ người mà cái tham sân si không sao chịu nổi. Ngoài cái hiệu ứng nhà kính, ngoài cái nóng của tầng ozone, thêm cái nóng tham sân si phiền não mình nữa, cho cái địa cầu mình nóng dữ. Rồi mỗi lần mà đế thích xuống á, nó còn khổ cái nó gì? Là ngày mà xuống bất chợt là ngày phải mưa. Mưa biết chi không? Cho nó tẩy bớt những cái quế trường của con người này. Mình đó là trong cái thân thể của mình nó có 32 thể trược, mà mình thì mình thấy nó thơm tho, nhưng mà chư thiên thấy trừ giống như cái hố rác vậy. Nó xin lỗi, nó hôi như cái hố rác. Trên chư thiên người ta là sắc tế, còn mình đi sắc thô. Rồi mình phải dùng vật thực thì tất nhiên phải có bài tiết. Cho nên trong thân thể của Phật ngày dạy là để diệt bớt cái lòng tham á, thì phải quán là tóc, lòng, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, thận, tim, gan, ruột, già, ruột, non, lá, lách. Nói chung là phải quán liên tục. Nước mắt, nước mũi, mật, đàm, mũ, máu nó dơ, cầu ơ. Chư thiên á, này nói theo chư thiên nha, xin lỗi quý vị, chúng tôi cũng gọi người. Chúng tôi cũng mang cái thân thể trượt, 32 thể trượt đầy đủ. Nhưng mà mình phải thấy, đạo Phật là gì? Đạo Phật là dạy chúng ta thấy được cái sự thật của cuộc đời. Trong đó cái sắc thân là chúng ta phải thấy nó bằng sự thật, thấy bằng trí tuệ. Chúng ta phải có cái thái độ chân chánh nhìn, chứ không có cái thái độ mà nhìn nó theo cái dạng mà không dám nhìn. À, thật sự ra mình cái tưởng cái thân này nó đẹp, nó sạch, thật sự là nó thật sự nó vô thường đúng không? Cho nên là đến chùa mình học Phật để mình có được cái trí tuệ. Và khi mình có trí tuệ, mình nhìn như vậy thì mình mới có được lòng từ bi. Hỏi sư ơi, làm sao con thương được kẻ thù mà như gai châm vào mắt? Gặp kẻ thù như gai châm vào mắt, mà ở gần kẻ thù như nằm mặt nếm gai, sao mà con thương được? Sư dạy cách nào để mà thương? Thì mình phải nhìn qua lăng kính trí rồi. Họ đang bị cái lửa phiền não thiêu đốt. Họ đang bị phỏng với một cái sức nóng gấp 32.000 lần cái lửa thường. Thì theo quý vị có thương không? Quý vị vô trong cái nhà thương mà cái khoa phỏng, quý vị thấy người ta bị phỏng, quý vị thương không? Thương, mà cái người này họ phỏng hơn cái người này, tỷ lệ hơn người này nhiều lắm. Thì mình phải thương nhiều. Mình nhìn như vậy, mình thấy mỗi người mà mình thấy, một khi mình thấy người nào mà sân si á, nổi nóng lên, là mình biết họ đang bị gì? Phiền não thiêu đốt. Rồi mình quán thân trong thân và quán thân trong ngoại thân, mình cũng vậy. Mỗi lần mình sân si lên thì mình cũng thấy mình đang bị phiền não thiêu đốt. Đó mới là cách tu mà thiết thực nhất để giải quyết bớt đi cái phiền não trong tâm mình. Ngoài những cái pháp môn khác, nhưng mà cái pháp môn mà đối trị trực tiếp, lấy từ bi để diệt cái hận thù, là Đức Phật Ngài dạy trong cái bài kinh gọi là nhất thiết lậu hoặc. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng để
để đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do gọi là tu tập để đoạn trừ. Thì giờ mình tu tập tâm từ bi để mình đoạn trừ cái tâm tham sân của mình. Dễ sân lắm. Rồi, ôm lại bốn câu đầu. Đến về chùa là để làm chi? Hai ba. Về chùa học tánh khiêm nhường. Hai ba. Hôm nay mình đến đây á, mình phải mang cái gì về, bỏ ra thời gian công sức, cho nên phải ráng cố gắng học một phụ câu pháp để mang về. Trong kinh dạy là nó có ba loại trí tuệ. Một cái loại trí tuệ như cái lưu lạc úp vậy đó, không có một giọt nước nào vô. Mình có nghe một thời pháp mà không lọt được câu nào, cũng hên nãy mình còn được mấy câu, nhựa nhựa được mấy câu. Cái loại trí tuệ thứ hai là Đức Phật gọi là cái trí tuệ bắp vế. Cái bắp vế của mình, mình ngồi mình để đồ lên được, nhưng mà mình đứng lên sao rớt xuống hình. Không tin chúng tôi chút xíu mà vừa kết thúc bài giảng đứng lên hồi hướng ngay bước rào quên hết trơn. Thiệt, cái này có. Tại có một lần chúng tôi đến một cái ngôi chùa sau cái thời giảng pháp của một giảng sư, thì chúng tôi đi vô, Phật tử đi ra, chúng tôi nghe hai cô nói trời ơi hôm nay đi nghe thuyết pháp hay quá trời hay. Thì mình đi vô mình tò mò mình nghe vậy, mình nói ủa cô ơi, thầy thiết cái gì mà hay vậy? Cái bạn suy nghĩ ủa mà thiết cái gì quên rồi mà hay lắm thầy ơi, con không nhớ nhưng con biết nó hay lắm. Tức là cái loại trí tuệ bắp vế, con ngồi con nghe thì con thấy hay lắm, nhưng mà khi đi hồi hướng đứng lên thì rớt xuống. Mình phải tu cái loại trí tuệ giống như cái lưu lạc ngứa vậy đó, hứng được nước. Nhưng mà khó lắm, mình phải ráng dữ lắm. Hồi nãy trước khi thuyết pháp là chúng tôi đã tập cho quý vị tịnh tâm 5 phút rồi. Tại cái tâm của mình nó dao động dữ lắm. Tập cho quý vị 5 phút để yên cái tâm lại, để mà mình còn có cái sự tập trung nghe pháp. Mà cái này cũng là cái cách thức mà chúng tôi giảng pháp mà nhiều người tập trung là vậy. Bởi vì mình phải gom cái tâm họ lại cái đã, giống như cái lưu nước mà nó dao động vậy, làm sao được mà phải để yên lại. Yên lại thì mới nghe được. Mình thuộc cái dạng là đến chùa học được chữ tu á, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Có không? Có. Tại vì về nhà mình nhiều tục sự lắm, công việc gia đình mà, miếng cơm manh áo, công việc nhà vân vân, lo đủ thứ hết. Hết lo chồng, lo cho con, lo cho bản thân, nó nhiều thứ lắm, cho nên mình lu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng thì u phiền phủ vây. Mình vào chùa mình yên được có một lúc thôi, nhưng mà bước ra khỏi cổng chùa bắt đầu là bao nhiêu là chuyện mình phải suy nghĩ, mình phải lo lắng, u phiền dữ lắm, phủ vây cho cuộc đời của mình. Đến chùa là để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Có không? Có. Chút nữa giải lao ra biết. Than dữ lắm. Than riết mà đến mức độ mà người ta phải làm một cái bài thơ chữ than luôn. Đọc cho quý vị nghe, đường nào quý vị cũng than được hết. Người lớn thường than thân trách phận, là quý vị đó. Lớn rồi đó. Đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Người khổ than, người sướng cũng than nữa. Không con hay có rồi cũng than, không con ước được nựng cục vàng, có con khổ mệt nợ nần màng. Cho nên là dạy cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, nhân quả thông suốt tầm an nhàn. Hôm nay mình đến đây, mình sẽ tu tập được một cái loại tuệ tri.
Tức là chúng ta sẽ dùng cái trí, cái biết của trí tuệ trong cuộc đời này hơn là cái biết của thức tri và cái biết của tưởng tri. Mình thường ngày mình xài cái biết của gì? Thức tri không à? Cái biết qua mắt tai mũi lưỡi không? Hoặc là cái biết của tưởng tri không à? Tưởng tri là gì? Nhiều khi năng thuyết bất năng hành, miệng nam mô nhưng mà bụng mình không phải là từ bi, đúng không? Người ta mới nói là quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng nhớ kinh, thì cái đó mới là tuệ tri. Còn tất cả đều là tưởng tri hết. Nam mô thì phải từ bi, không nam mô thì thôi, nhưng mà miệng nam mô thì lòng phải từ bi. Thì như vậy chúng ta mới nhìn cuộc đời này, tất cả các cảm xúc qua cái tuệ tri. Còn không thì chúng ta chỉ qua cái tưởng. Tưởng gì? Tưởng tri. Mình là sống tưởng tri nhiều lắm. Biết rằng cuộc mộng phù du, biết là nhân quả không hề tha ai, biết là pháp vốn không hai, biết là duyên nghiệp không sai đường về, biết là chấp ngã sinh mê mà sao ta mãi một bề hơn thua. Mình biết hết. Nhưng có một điều là mình không có sử dụng được cái tuệ tri của mình. Mình toàn là xài cái tưởng. Tưởng tri. Tưởng tri là sao? Đã biết vô thường mà còn phiền não. Hiểu câu này không? Có gì bền vững đâu mà phiền não làm chi, mà mình vẫn phiền phiền não. Đó, đó là mình chỉ nhìn qua góc độ tưởng. Tưởng tri. Đã biết phiền não mà còn khổ đau, theo quý vị tưởng tri hay tuệ tri? Tưởng tri. Tưởng tri là gì? Là mình chỉ nhớ lại thôi, chứ mình chưa có nhìn hiểu thông, nhìn thấu bằng trí tuệ. Mình chỉ nhớ lại thôi, mình trải qua cái kinh nghiệm mình biết vậy thôi. Đã biết khổ đau mà còn trói buộc, mình thấy mình quá vô minh, là tưởng tri luôn. Mà cái này còn ghê hơn nữa nè, đã biết trói buộc mà chưa chịu buông. Nó lạ vậy đó. Thường á, cái con người mà mình biết mình đang bị trói, thì cái điều đầu tiên mình suy nghĩ là gì? Phải cởi trói, đúng không? Đằng này mình không cởi trói, không chịu buông ra, mà mình kêu trói mình vào. Nó lạ chỗ đó. Cho nên chúng sanh lấy khổ làm vui. Mình cứ xem cái đó là niềm vui, thật sự là lo khổ. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn quý vị đến chùa là để biết đi đúng đường, đến chùa học tánh khiêm nhường, đến chùa biết sống, biết hương muôn loài. Nói cái chữ biết sống thôi, mình sống không xong, sao mà thương muôn loài. Cho nên cái bài này rất là dài, mà chúng tôi chỉ giảng mới 4 câu đầu thôi, mà hình như nó cũng sắp sửa hết giờ rồi. Cho nên bây giờ kết thúc lại là chúng tôi chỉ giảng có 4 câu thôi. Hôm nay chủ đề chúng ta là gì nè? Về chùa. Ha, mà về chùa để làm chi? Thứ nhất là để biết đi đúng đường. Đi sai đường nguy hiểm lắm, nhớ nghe. Mà con đường đúng ở trên đây là con đường gì? Con đường bát chánh đạo, trong đó chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đi theo con đường bát chánh là con đường trung đạo. Nhớ giùm chúng tôi nghe. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, chỉ có biết mới sống. Mê muội thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau. Biết sống đời tỉnh thức, lúc nào cũng an vui. Thì cái chữ biết ở đây là trí tuệ, là đi đúng đường đó, đi theo con đường bát chánh đạo, là chánh kiến đó. Cho nên chúng tôi hay nói một câu đó là: có bao giờ bạn thấy mông lung giữa cuộc đời, mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa, lây hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xoay, thì tâm nó được an lạc. Mình hiểu rồi, mình nhìn cuộc đời này qua bằng cái tuệ tri rồi, không còn tưởng tri nữa. Trước đây mình toàn sống bằng cái tưởng, tưởng tri với thức tri không, cho nên mình mới khổ. Biết đời là khổ, mà mê đời vẫn mê là mình. Biết là cuộc mộng phù du,
cuộc đời này có gì đâu mà bền chắc. Biết là nhân quả không hề tha ai luôn. Biết là cái nhân quả là một định lý bất di bất dịch. Gieo gì gặt đấy. Khi bạn đâm đầu vào tường thì độ cao của khối u á, nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối óc. Quy luật nó như vậy. Biết là nhân quả không hề tha ai. Biết là pháp vốn không hai. Biết là duyên nghiệp không sai đường về. Biết là chấp ngã sinh mê, mà sao cứ mãi một bề hơn thua. Tại vì mình sống bằng tướng trí thôi. Hôm nay chúng ta đến chùa để chúng ta sống có đời sống tuệ, tuệ tri ha. Bây giờ lặp lại bốn câu này để kết thúc bài giảng nè. Đến chùa là để làm chi? 2, 3. Đến chùa là để biết đi đúng đường. Đến chùa học tánh khiêm nhường. Đến chùa biết sống yêu thương muôn loài. Đọc chung là nghe. Đến chùa để làm chi? 2, 3. Giống xe đò quá. Chạy tới bến không còn khách nào. Rơi rụng dần dần. Câu đầu là giống như xe đầy xe vậy đó. Là cái giữa đường xuống dần 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 xuống. Cái này giống như đời người những chiếc xe vậy. Người lên, người xuống, người về, người đi nè. Lúc hội ngộ, lúc phân ly nè. Nụ cười, tiếng khóc có khi lặng buồn nè. Kẻ cùng đi xuống giữa đường mà gặp nhau phút chốc vô thường chào nhau. Làm lại, đến chùa để làm chi? 2, 3. Giỏi quá, tự vô tay chúc mừng mình đi. Thôi thì hôm nay thật sự chánh định rất là vui. Đi hôm qua là đi xe giường nằm. Ngủ nó cũng không đủ, nhưng mà không sao. Nó không ngăn ngại được cái niềm vui mà đến chùa Quan Âm để thuyết pháp. Thứ nhất là đây là cái ngôi chùa đầu tiên mà chánh định được có duyên đến đây để mà chia sẻ Phật pháp. Thứ hai là đây là cái khóa tu trở lại đầu tiên luôn. Hôm nay là mình cái gì cũng là đầu tiên hết. Cho nên đó là sư hay nói, chúng tôi hay nói chùa câu là mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Đó, hôm nay là cái bài giảng đầu tiên mà cũng trong cái khóa tu đầu tiên luôn ha. Cười cho cuộc sống thản nhiên để tâm thanh thản bình yên giữa đời. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương. Hôm nay là ngày với Quan Âm mà. Mình là người tu Phật. Lời yêu thương là nói mà lời sân giận, độc ác nói. Hãy nói những lời yêu thương. Hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé mở. Thôi thì trước khi dứt lời, cho phép chánh định được nói lời niệm ân đến Thượng Tọa Diện Chủ, Đại Đức Trụ Trì, cùng chư Tôn Đức Tăng trong ban tổ chức khóa tu, và đặc biệt là nói lời cảm ơn đến tất cả các Phật tử đang hiện diện trong cái hội trường này. Quý vị đã cho chánh định một cái khoảng không gian, thời gian vô cùng tuyệt vời để hoàn thành cái bài giảng hôm nay. Nếu không có quý vị thì chánh định không cách nào mà hoàn thành được cái buổi giảng hôm nay. Và lời cuối cùng cho phép chánh định được kính lời tri ân đến chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.